Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Các tín hữu tổ chức cuộc rước Đức Mẹ ở Nicaragua bất chấp đàn áp và bắt bớ. Dòng điệu tuyên thánh cho Daria Dugan của Thượng phụ Kirill là không phù hợp với niềm tin Kitô. Thượng phụ Kirill tiếp tục cung cấp vỏ bọc thần học cho cuộc xâm lược của Nga. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Các tín hữu tổ chức cuộc rước Đức Mẹ ở Nicaragua bất chấp đàn áp và bắt bớ. Hàng trăm giáo dân và giáo sĩ của giáo phận Leon, Nicaragua, một giáo phận đau khổ của Tổng giáo phận Managua, đã tham gia vào Chủ nhật hàng năm trong cuộc rước tượng Đức Mẹ thương xót, bổn mạng của giáo phận. Đám rước được tổ chức trong bối cảnh liên tiếp có các hành động đàn áp chống lại giáo hội Công giáo bởi chế độ độc tài Daniel Ortega ở một số thành phố trong nước, đặc biệt là ở Matagalpa, nơi Đức cha Rolando Alvarez bị cảnh sát bắt cóc vào giữa đêm và đang bị quản thúc tại Managua. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, tượng Đức Mẹ đã được rước ra khỏi đền Đức Mẹ thương xót của giáo phận sau khi được linh mục Maro Paniagua, cha quản sứ của đền thờ ban phép lành. Khi rời khỏi nhà thờ, hàng trăm tín hữu và các thành viên của giáo sĩ và một ban nhạc kèn đồng tháp tùng đám rước với những hình ảnh được một số người đàn ông giữ trên cao để đưa đến Fortin de Ascosasco, một pháo đài quân sự cũ trên đỉnh đồi Ascosasco, ngày nay được sử dụng như một trạm quan sát thời tiết. Vào khoảng 1 giờ chiều, tượng Đức Mẹ được đưa đến pháo đài và thánh lễ được dâng bởi cha Paniagua. Vào cuối buổi lễ, các bài hát đã được hát để tôn vinh Đức Trinh Nữ. 1 giờ sau, hình ảnh trở lại ngôi đền thờ cùng với vô số tín hữu. Đức Mẹ của lòng thương xót đã được tuyên bố là bổn mạng của Lyon vào ngày 17 tháng 7 năm 1912 bởi Đức cha Simeon Pereira y Castellón là giám mục bản quyền lúc bấy giờ. Đền thờ Đức Mẹ thương xót của giáo phận lưu giữ hình ảnh được các tu sĩ dòng thương xót mang từ Barcelona, Tây Ban Nha đến đây nhiều thế kỷ trước. Vào ngày 13 tháng 8, một cuộc rước lớn với bức tượng Đức Mẹ Fatima hành hương để bắt đầu thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Managua cho Đại hội Đức Mẹ có tiêu đề Đức Maria, Mẹ của Hy vọng. Nhưng vào dịp đó, bọn cầm quyền đã cấm sự kiện này. Thay vào đó, một đám rước nhỏ hơn đã được tổ chức tại giếng nước của nhà thờ chính tòa. Hàng nghìn người đã tham dự, như người vẫy cờ Nicaragua và Vatican và kêu lên Đức Maria đến thăm Nicaragua và Nicaragua thuộc về Đức Maria. Giọng điệu tuyên thánh cho Daria Dugin của Thượng phụ Kirill là không phù hợp với niềm tin Kitô. Hàng trăm người ở Mặc Tư Khoa đã tham dự lễ tang của Daria Dugina, con gái của nhà tuyên truyền Alexander Dugin, bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở thủ đô. Nhiều người tham gia lễ tang đã mang hoa đến trung tâm truyền hình Ostankino, nơi bức chân dung đen trắng của người phụ nữ trẻ được trưng bày trên một chiếc quan tài trống không được mở tung ra. Daria Dugin được tường trình đã bị nổ mất xác. Ngồi bên cạnh là bố và mẹ cô mặc đồ đen. Cô ấy đã chết vì nhân dân, vì nước Nga ở mặt trận. Tiền tuyến là đây, Dugin nói vào đầu buổi lễ. Trong diễn từ được đọc trong buổi lễ, Thượng phụ Kirill của Mặc Tư Khoa và toàn Nga đã viết cho Alexander Gelevich Dugin như sau. Alexander Gelevich thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi nhận được tin tức về cái chết thương tâm của con gái ông, Daria Alexandrovna, được biết đến ở Nga và nước ngoài như một nhân vật tích cực của công chúng, một nhà báo xuất sắc và một nhà nghiên cứu khoa học tài năng. Là người thừa kế công việc của mình và mặc dù còn trẻ, nhưng cô đã đạt được thành công đáng kể trong lĩnh vực mình đã chọn.
nhận được sự biết ơn và tôn trọng của đồng nghiệp. Trong những ngày thử thách khó khăn trước sự mất mát của những người thân yêu, những lời trong sách thánh như một niềm an ủi. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Xin Chúa nhân từ của trời và đất cho linh hồn tôi tớ của Ngài là Daria được an nghỉ ngàn thu và tạo ra một ký ức vĩnh cửu cho cô ấy. Cái chết của Daria tuy thương tâm, nhưng khi chết, cô ta là một người cổ vũ cho hận thù, là điều đối kháng với niềm tin Kitô. Ngay trước và sau thánh lễ an táng, nhiều người đến dự cũng hô hào Nga phải tấn công NATO ngay tức khắc, trước khi quá muộn. Thượng phụ Kirill tiếp tục cung cấp vỏ bọc thần học cho cuộc xâm lược của Nga. Thế giới chính thống giáo đã bàng hoàng trước một tuyên bố mới nhất của Thượng phụ Kirill trong bối cảnh diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2020. Nhiều tiếng nói đã yêu cầu Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo lên tiếng bác bỏ tư cách thượng phụ của Kirill. Y hệ giọng điệu cộng sản, ông hô hào lên án chủ nghĩa dân tộc là một điều hoàn toàn đúng đắn. Con người phải có tổ quốc, phải có tình tự dân tộc, tình nghĩa đồng bào. Người Ukraine có quyền, có đất nước riêng của họ. Nhưng Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và toàn Nga lại cảnh báo về những nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc, kết hợp với việc từ bỏ ký ức lịch sử có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ xã hội. Ông nói, căn bệnh chủ nghĩa dân tộc có thể ảnh hưởng đến bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là nếu khả năng miễn nhiễm tinh thần của họ bị suy yếu do tự tôn cao bản thân. Từ bỏ ký ức lịch sử và lý tưởng về láng giềng tốt đẹp, hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để ngăn chặn sự phát triển của khối u ung thư này. Nó chắc chắn sẽ mang lại cái chết cho toàn bộ cơ thể khỏe mạnh. Điều quan trọng là làm thế nào để ngăn chặn cảm giác hận thù, tự hào và tàn ác xâm chiếm trái tim của chúng ta. Vị giáo chủ nói trong bài phát biểu trước những người tham gia đại hội tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2022. Sự đáp ứng toàn cầu và tính toàn nhân loại của tinh thần Nga mà Dostoevsky đã viết giờ đây đã được thể hiện trong những hoàn cảnh mới. Vị giáo chủ nói, bảo vệ sự thật lịch sử và bảo vệ những người anh em đau khổ bằng máu và tinh thần, nhân dân ta được giao cho một sứ mệnh khó khăn và rất có trách nhiệm, đó là trả lại cho thế giới những giá trị mà họ đang cố gắng từ bỏ trong sự điên cuồng của mình. Đây là những giá trị không thể lay chuyển. Đức tin vào Chúa và các nguyên tắc đạo đức truyền thống, cam kết thực hiện các ý tưởng về tình anh em và tình yêu, lòng thương xót và sự cao thượng thiêng liêng. Thượng phụ Kirill nói, cần có sự đoàn kết xã hội và niềm tin mạnh mẽ để đạt được sứ mệnh thay đổi cuộc sống này. Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.